Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một món ăn mang tên cà tím cuộn chiên giòn. Món ăn đơn giản và rất dễ thực hiện. Các bạn cùng mình thực hiện món cà tím chiên giòn này nha. Nguyên liệu mình có 250g cá thác lát, 150g thịt heo xay, 30g hành tím băm nhỏ, 30g hành lá cắt nhỏ, 1 quả trứng gà, 20g tiêu xay. Bây giờ mình sẽ quết nhân. Mình cho tất cả nguyên liệu vào tô. Cho vào 1/2 muỗng canh hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng canh bột tỏi, 1 muỗng canh dầu hào. Nếu không thích, các bạn có thể không cho bột tỏi vẫn được nha. Trộn đều cho gia vị tan hết. Rồi dùng tay quét nhân và đập cho nhân thật dẻo. Sau đó, mình cho tô nhân vào tủ lạnh khoảng 10 phút. Mình chuẩn bị một tô nước lạnh và thêm 1 muỗng cà phê muối vào. Cà tím, mình bào từng lát mỏng dài. Rồi cho vào tô nước muối ngâm 5 phút, như vậy cà tím sẽ không bị thâm đen. Sau đó mình vớt cà tím ra để cho ráo hết nước. Tiếp tục quết nhân lên một mặt của cà tím. Rồi cuộn tròn lại là được. Phần cà tím dư, các bạn đừng bỏ, có thể đem xào, ăn với cơm trắng rất ngon. Mình pha chút bột chiên giòn. Cho 150g bột vào tô, thêm 160-170ml nước vào. Khuấy đều cho bột tan hết. Đến khi bột đặc sệt lại là được rồi. Mình nhúng cà tím vào bột, khi dầu nóng, để cà tím vào chiên. Các bạn có thể nhúng 2 lần bột, để cà tím chiên sẽ tròn ngon hơn. Khi cà tím vàng tròn là cấp ra được rồi. Vậy là mình đã làm xong món cà tím cuộn chiên giòn. Cảm ơn các bạn đã xem và like. Nhớ share và subscribe kênh cho mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Bye bye các bạn. Mãi yêu.